Năm nay có chưa nhỉ? Hay sang năm? Mỗi năm thì cũng có bộ hàng trăm. Nào, theo người sát luôn, chủ động. Chia liên tục vào. Vong ơi, ở nhà đá xem đá đâu nhỉ, mình đi mình chạy cuốn theo người ta rồi không phải. Đừng lên nhiều nha Vong. Mình đá chậm thôi, cầm bóng đi. Alo. Làm gì? Lấy xe kia anh cho về. Đang có việc nha. Đá như kiểu như liên cướp, có còi ở ngoài. Hết thôi, bỏ đi. Rồi. Tách ra nào, tách ra nào, thoải mái thời gian đi. Tôi mẹ đi. Ơi, đá bình tĩnh thôi, hòa đây. Giữa đẹp tới kia em.
đá đứng theo cuốn người ta đá, vứt bóng người ta đá thì mình đi đuổi bóng không phải. Cầm nhịp bóng mà chơi nhá, kéo lửa ít thôi. Giãn à, đứng giãn à. Ê. Tốt. Tốt, tốt, tốt. Vậy 6 là muộn đấy, 6 gì đấy, 6, 6 7 đấy. Mất bóng thế. Rồi, có coi rồi, chậm lại, chậm lại. Chúng mỏi quá anh bảo nhá. Ok, ok, khởi động. Sợ đá bóng vào người xuống ngã đi. Làm vào thầy. Ra lùi đây, ra lùi đây. Đã đi. Giữa này. Lên. Đẩy Huy. Đẩy Huy em, đẩy Huy. Gai quá. Tốt. Đéo làm gì. Ui. Mà đéo chạy được rồi đấy. Xuất phát chậm. Xuất phát chậm. Hoàng ơi, Hoàng ơi, phát Huy sở trường đi. Tự tin cầm bóng đi. Chạy đi Hoàng. Tốt, tốt.
đá tròn vai chứ có gì quả là cần lên lên. Tuyệt mà đã. Đấy. Đấy. Từ đã ra đâu đã đi đã pha đấy mỏi qua đánh cho giáo viên hợp lý đã. Tú ra hàng kia vậy tốt em ơi. Rồi. Còn 3 phút này. Ông ơi, ngồi lên xe này không? Ông ơi, lãnh đạo đứng chỉ huy suốt đi. Có mặt cái gì? Ừ. Đây. Lãnh đạo chỉ huy suốt mà không có lên hình như nào. Đấy, lên hình đây. Đấy, ngon rồi. Rồi rồi, ok. Đừng. Biên. Cường lên đá tiền đạo đi Cường ơi. Cường đá tiền đạo đi. Vào luôn. Tốt. Dương đang dẫn bóng lên. Dương đang dẫn bóng lên. Đây là bóng lên, là bóng lên. À bóng nó có súng cho tay. Tốt. Phong ơi, cô anh em đi vào lấy bóng của thủ môn đi em. Giảm nhiệt độ lại để người ta cầm bóng nhiều thế. Đứng giãn ra. Hoàng nào, quay ấy. Alo, đã nghe cổ động viên tất cả hai đội không có nhá. Quay trời. Mình tính vào chung kết thì thuê. Quay người ta cười. Tốt. Chung kết mình mới thuê. Loại đấy ném vào tiền nhỉ. Chịu mà nhưng mà cho hết. Ai thuê đồng tạo đâu rồi tôi làm lúc 1 triệu làm 1 tiếng bạc thì làm 1 triệu nuôi về luôn rồi lên băm ui rồi dài quá đẩy cao bội lên đi để hội ép đẩy cao lên. Em ơi, đá chưa rồi, đá mặt sức thế. Đẩy cao lên, đừng có to nhiều quá. Đá nhiệt lên. Tay rồi đấy. Cần xem cơ hỗ trợ công vệ va có ngay. Hoàng đứng sang bên này. Nghĩa ơi, Nghĩa lên tí, Nghĩa ơi. Đưa thẳng mà Hoàng có đóng được. Rồi. Lôi,
Đuổi đi. Huy đuổi đi, Huy đuổi đi. Tay bóng tay ơi. Chắc tay chắc bóng. Cố tình dùng tay đó là cố tình như vậy là cái tay đâu. Đường sát viên tay. Coi mà đâu thẻ ai. Tôi phát thẻ rồi. Huy giao vào. Rồi. Lên đẩy luôn. Đá đi, đá đi. Đứa nhịp lại cầm bóng lại đi. Bắt 1-1 vào. Cháu gì nguy hiểm. 2 rồi. Tốt. Mẹ thằng này đánh đầu tốt phết nhỉ. Tiền đạo lên đi nào. Tách ra nào, tách ra nào, có cơ hội đấy. Tách ra, tách ra. Ở sau kìa. Bỏ đây, bỏ tay đây. Thiếu bỏ tay đây. Rồi hết rồi, bình tĩnh thôi. Chậm thôi bảo khán giả dùng lùi lại tí nữa đi. Khán giả lùi lại đi. Cũng phải hai mấy phút rồi. Đầu lúc nãy em ngắt. Nhô lên. Hơn 10 phút. Thôi. Ở đá đấy có người nhặt bóng để Quang nhặt bóng đi. Để Quang đi. Quang nhặt bóng đi nhá. Lấy bé quả bóng. Không phải. Quả nào đâu. Tú ơi. Đá phôm đấy mà. Đẩy lại rồi, đẩy đây rồi, quả bắn đâu kia nhặt chưa? Không có đâu Quang ơi. Anh Quang đi nhỉ? Anh Quang đi về đi. Quả lần sau đi về, quả lần sau đi nhặt chưa? Tốt, áp luôn. Rồi, giãn ra, giãn. Không đi. Ui giời ơi, Huy ơi. Tốt đây. Trái đâu? Quay nào. Thôi để hết đi. Tốt rồi. Không còn 10 phút nữa. Rồi đã mấy phút nữa ra anh vào sơ tay nhá. Ăn rồi. Bạn huấn luyện đâu mà mặc cảm với cầu thủ. Giờ thay cả huấn luyện viên trưởng vào. Ê.
Nào chậm nào, chậm nào. Nghĩa tách, nghĩa tách, nghĩa tách. Bình tĩnh. Đắp. Đá luôn. Phong đá được. Để Phong đi. Phong đá đi, Phong ơi. Nghĩa vào trước. Hiểu ý chưa? Hiểu ý chưa? Hiểu ý chưa? Ở tay trọng tài. Về đi, rồi, di lên. Di lên, băm. Ra, ra, ra. Ra, đẩy ra. Góc đi, đúng rồi. Tốt, kiếm quả góc. Nào bắt người đéo người vào. Tay tay tay. Vàng đi. Thua cũng cắt tiết mà thắng cũng phải cắt tiết. Ừ. Trong nó mấy điểm? Mình trong một. Thì số ghi tên đó. Rồi mình kìa, mình tay nó không phải nó thắng. Cứ thắng mình thì là nó cũng vừa đi đẹp. Anh hiểu chưa? Từ từ để ra. Chậm thôi, nhẹ nhàng đi chậm thôi, đau chân thì cứ chạy. Đã rắn nhá, rắn rồi. Xong rồi, còn chậm mai nữa là xong rồi. Xong rồi. Thế là loại rồi. Núi làm nào. Di lên, di lên bắn. Băm. Bốn đội. Phút rồi. Vận động khoảng 10 phút. Bốn đội tranh nhau khoảng 3. Và cả như đội Tân Dĩnh này. Tân Dĩnh này cũng là chưa chặn. Chắc vào ở đâu? Đội sau mà người ta tự động cũng là tinh bụng. Tinh ấy hết. 7. Tốt. 79. Nuôi về luôn. Tân Dĩnh này còn một trận phải không? Ừ. Trận sau mà thua là nó 7. Bám vào nghĩa bám luôn. Trận sau mà nó thua là nó chỉ 7 điểm. 7 điểm mà xong còn xét tỷ số bằng thắng phần luôn. Nếu mình mà thắng 2 trận liền là 19 điểm. Mà Tân An kia mà nó thắng là nó cũng 7 điểm. Nhưng mà nó mà ghi được nhiều thì là cùng với nó vào. Thằng này giỏi quá anh ơi. Này nó căng bảng nhau. Kể cả vào luôn. Về luôn, về luôn. Thôi. Ôi giời. Tốt rồi.
Còn nếu mà trận sau nó mà thua thì nó còn phải đợi chờ. Quy mệt phải bảo nhá. Nào chia là bên này. Rồi dạ, lui lui về. Tốt. Di lên, di lên. Bám luôn, bán số 10. Nghĩa. Đúng rồi đá. Ồ. Nhắc nhở, nhắc nhở. Có khán giả ngoài đi. Tiếp tục đi. Mày ơi. Chậm chậm. Từ từ dặn lên nắng. Cứ bình tĩnh thôi. Thốt quá đúng không? Bắt 1-1 vào. Mày ơi, bình tĩnh, chậm thôi để dâng lên, không phải vội, không phải kéo. À, có khe là có cửa đây. Xoáy. Đấy. Nghe còi bên kia, cứ tưởng còi bên này. Rào đi, rào kìa, chỉ rào kìa, rào xa kìa. Rào kìa. Thôi. Thôi, 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 bình tĩnh. Cứ bình tĩnh, di chuyển chậm thôi. Đây, 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 trên này, trên này. Đây, đây, trên này, trên này, đây, đây, đây. Giữ lại, đúng rồi, cứ giữ lại. Căng chân lên. Tốt. Tốt đấy. Cái tầm quả đấy mời anh Phong Đô. Xử lý chiến đồng ngón chân. Đấy, mất được ngón chân. Xong để lên. Anh ghi lại lời cái nhật ký của anh. Anh để nhà. Ok. Nghĩa lên dâng lên, Nghĩa dâng lên. Bắt luôn. Rồi. Đẩy luôn, đẩy luôn. Bam, bam. Cháu ăn thịt.
luôn. Rồi. Cứ thế. Hết rồi, dí lên, dí lên. À, tay nhá, tay nhá. Đẩy Hoàng kia. Giữ lại cố gắng. Ôi, đeo được. Cố gắng còn mấy phút nữa thôi, hết ra rồi. Sắp hết rồi. Tiếp tục, tiếp tục. Ôi, đá chân kìa. Số 4 kìa. Nhắc 2 lần, 3 lần đó. Thôi, cứ chậm lại, chậm lại. Bắn hết tầm, căng. Tốt, vào. Rồi, cứ chậm. Rồi. Ok á. Huy, Huy lùi rào đi, Huy lùi rào đi Huy ơi. Huy lùi rào đi. Thành người, từ từ anh chạy vào ra. Cứ bình tĩnh, bắt tay đi. Kem vào. Dâng luôn. Tốt. Tốt rồi. Ở lốt quả này là hết giờ đấy. Rồi. Rồi được rồi. Woo. Bắt tay đi, bắt tay đi. Yeah.